đây là một sản phẩm rất là đẹp. Và sản phẩm này thì rất là tinh xảo, gắn đá rất là nhiều, các nơi gắn đá rất là đẹp. Sản phẩm được đúc bằng bạc. Và bây giờ công ty chúng tôi sẽ mạ rhodium, nó là mạ bạch kim. Mạ bạch kim nó là kim loại rất là quý, nó còn quý hơn cả vàng rất là nhiều. Chuẩn bị chúng tôi sẽ đưa vào quy trình mạ và các bạn sẽ theo dõi. Tất cả các sản phẩm mà tinh xảo như này các bạn cần mạ thì cứ liên hệ với chúng tôi. Bây chúng tôi sẽ mang vào tẩy dầu, bắt đầu chúng tôi vào liên ke, sau đó chúng tôi mới vào rhodium. Các bạn xem lại một lần nữa, rất là đẹp, tinh xảo. Làm được sản phẩm này rất là công phu.